để cơ sở vật chất phát huy hết công năng cho việc dạy và học, cũng như góp phần phòng tránh rủi ro, tai nạn. Huyện Bầu Bàng tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại các trường, lớp trên địa bàn. Những phát hiện về hư hỏng, xuống cấp sẽ được đưa vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa trong thời gian tới, nhằm phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Toàn huyện Bầu Bàng hiện có 35 trường học, trong đó có 28 trường công lập, 7 trường tư thục. Với lợi thế là huyện mới thành lập, nên đa phần các trường đều được xây mới, lầu hóa vững chắc khang trang. Tuy nhiên, dưới tác động của thời tiết khí hậu, những ngôi trường được xây dựng từ 10 năm về trước đã ít nhiều bị xuống cấp. Để hoạt động dạy và học của các trường không bị ảnh hưởng, gián đoạn, cũng như quyết tâm phòng tránh những rủi ro tai nạn, huyện đã tổ chức kiểm tra rà soát kỹ lưỡng tại 8 ngôi trường, qua đó phát hiện một số hạng mục như trần nhà, khu nhà ăn, cầu thang khối hiệu bộ, một số mảng tường đã bị xuống cấp thấm nước mưa, gây bong tróc sơn, lên mốc. Một vài khu nhà vệ sinh bị nghẹt, sân trường bị sụp lún. Những hư hỏng xuống cấp của các trường được các phòng chức năng ghi chép cẩn thận và đưa vào danh mục sửa chữa trong thời gian tới. Hàng năm thì phòng giáo dục cũng tích cực tham mưu với lại ủy ban để mà cái sửa chữa hàng năm đối với lại các đơn vị trường học, thì với kinh phí là hàng năm như vậy là khoảng trên 7 tỷ đồng để nhằm đảm bảo cái nhu cầu học tập cho người dân trên địa bàn. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các trường rất phấn khởi vì cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được cập nhật kịp thời sát với thực tế, đồng thời mong muốn những hạng mục đang bị hư hỏng tại trường nhanh chóng được sửa chữa để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình học tập. Năm học này thì cũng được sự quan tâm của lãnh đạo huyện cũng như là phòng giáo dục, thì nhà trường cũng mong muốn được làm về cái phần sân chơi của học sinh. Thì vẫn có những nơi nó cũng hơi còn bị lởm chởm, cái dãy lầu cũ này là nó bị thấm nhiều quá, thì cũng hy vọng mong rằng là được sự quan tâm của lãnh đạo huyện cũng như phòng. Trước đó, huyện Bầu Bàng đã tiến hành tu sửa 9 hạng mục ở các trường từ bậc mầm non cho đến trung học cơ sở với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Song song đó, ngành còn mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trường học với số tiền trên 2 tỷ đồng. Việc kiểm tra rà soát lần này tạo tiền đề cho việc sửa chữa duy tu tiếp theo, đáp ứng tốt hơn cho hoạt động giảng dạy và học tập của các trường ở địa phương.